Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp tài kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. bây giờ khi bọn diệp phàm xuất hiện trở lại phát hiện tiến vào trong dãy núi bất tử sơn bốn phía đều là núi lớn màu đen xanh um tươi tốt còn có hồ nước điểm xuyết trong dãy núi hỏng rồi chúng ta đi sâu vào bất tử sơn lần này phiền toái to trừ khi có một vị đại đế tới cứu chúng ta bằng không thật sự không có cách nào ra ngoài hắc hoàng than lớn làm sao bây giờ tới lúc này mấy người đều không có chủ ý gì không ngờ lại tiến vào bất tử sơn đây là cục diện hẳn phải chết. Tuyệt đối không được chạy loạn. Bất tử sơn rất đặc biệt, có trận văn đại đế cổ tự tay khắc xuống lục đại chiến thượng cổ. Đi nhầm một bước, rất có khả năng sẽ bị truyền tống vào trong khu vực thần bí, đáng sợ khác trong bất tử sơn. Hắc Quang lại nhìn tiếng nhắc nở, nhưng nó vừa mới nói xong, chính mình liền không cẩn thận dẫm lên một vùng văn lạc cổ xưa. Hào quang chợt lóe, mang theo mấy người cùng biến mất. Khi xuất hiện trở lại, bọn họ phát hiện đang ở trên một ngọn núi thấp, tuy rằng không cao nhưng vô cùng uy ngạ hùng vĩ, khí thế to lớn. Nơi đây mỗi một, một ngọn núi đen đều là vua, là hoàng trong núi, khiến cho người ta kinh sợ, không kìm nổi muốn quỷ bái. Khắp nơi có rất nhiều ngọn núi màu đen, đứng trên ngọn núi thấp này cũng không thể nhìn ra rất xa, trung quanh xanh um nhưng rất im lặng. Chúng ta đi vào sâu rồi, đây tuyệt đối không phải khu vực bên ngoài, đã là vào sâu bên trong, xâm nhập ít nhất là một phần tư rồi phịch một tiếng dưới ngọn núi thấp trầm ngưng giữa dạnh núi có một hồ nước bắn lên một tảng bọt nước to lớn bên trong có sinh vật không biết đang hoạt động sinh vật trưởng thành trong bất tử sơn mấy người đều hít sâu một ngụm khí lạnh trong lòng sợ hãi mấy chục bóng người thoáng hiện đó là tu sĩ giống như bọn họ bị động tiến vào bất tử sơn xuất hiện ở cạnh hồ nước kia lúc này tất cả đều cả kinh kêu lên lực lượng thần bí dẫn dắt bọn họ căn bản không thể dãy ruộng đều chìm sâu vào trong hồ nước ngay cả bọt nước cũng tóe lên chỉ có mười mấy dòng máu loãng tràn ra nhuộm đỏ mặt hồ trong đó có cường giả hóa lòng bí cảnh không ngờ dễ dàng bị gạt bỏ như vậy bảng bác tỏ ra khiếp sợ sắc mặt khó coi tức cực điểm bên kia có một góc cổ thụ biết phát sáng kia tiểu bé hồn nhiên chỉ vào nơi sâu trong dãy bất tử sơn nơi đó cực kỳ xa xôi đã gần tiếp cận khu vực trung tâm bất tử sơn ngay cả diệp phàm dùng thần nhãn đều không thấy rõ cô bé lại thấy được một gốc cổ thụ nhận định là ngộ đạo cổ trà thụ nếu không thì chính là một cây bất tử thần dược hắc hoàng cất tiếng nói bé nhìn thấy gì diệp phàm cất tiếng hỏi bé thấy một gốc cổ thụ mọc đầy lá màu sắc hình dáng khác nhau có màu vàng màu đỏ màu trắng hào quang lưu động thần cây cứng cáp như rồng Dường như bé còn thấy có một người ngồi xếp bằng dưới tảng cây, nhưng vừa rửa mắt, hắn lại biến mất. Tiểu bé chớp cặp mắt to, nghiêm túc nói. Đó nhất định là ngộ đạo cổ trà thụ, nhưng làm sao đã có người xuất hiện chứ? Hắc khoảng hết cả hồn. Trong bất tử sơn, rốt cuộc có ẩn trước cái gì? Diệp phàm cất tiếng hỏi. Ngộ đạo cổ trà thụ cũng không phải khu vực trung tâm nhất của bất tử sơn. Bên trong đến tuột cùng có cái gì thì ta cũng không biết tuy nhiên khẳng định có bất tử thần dược. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Người mà bé nhìn thấy có bộ dạng gì? Diệp Vang ngồi xuống nhẹ giọng hỏi. Tiểu bé toàn nhìn chỉ khoảng 2-3 tuổi, còn người như bảo thạch màu đen, đen bóng mà tinh thuần không một tạp chất. Nó nghiêm túc cúi đầu, nghĩ ngợi nói. Bé vừa dụi mắt đã không thấy tăm hơi, không nhìn rõ. Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Nếu thật sự có sinh vật hình người lùi tới, không hề nghi ngờ bọn họ sẽ rất nguy hiểm một khi bị phát giác rất khó sống sót. Đây là bất tử sơn, một trong bảy cấm địa sinh bệnh, danh truyền môn đời. Thánh thể đại thành cũng đại đế cổ, nỗ lực hai đời, tuy rằng từng đánh vào nhưng không có biện pháp san bằng, đủ để nói lên hết thảy sự khủng bố của nó. Cẩn thận một chút, không nên dẫm lên những đường vân kia, bằng không, không chừng sẽ bị truyền thống đi vào đó. Đá cầu đã nhắc nhở. Ngọn núi thấp màu đen này trên một số tảng đá cũng có dấu khắc cổ xưa thoạt nhìn rất thần bí khó lường giống như một tấm lưới lớn vô hình phong ấn đời này năm đó rốt cuộc là vị đại đế nào đánh vào đây chứ bảng ác lên tiếng hỏi hư không đại đế đại hát cậu cất tiếng đáp trên thế gian truyền thuyết về hư không đại đế rất ít mấy người không nghĩ tới vị đại đế này lại cường thế như vậy từng đánh vào trong bất tử sơn và khai sáng lên sự nghiệp to lớn như vậy hóa giải đại kiếp nạn của nhân tộc đại đế cổ, mỗi một người đều là người tài vô thượng. Trong phù vạn năm tháng, ức vạn vạn sinh linh mới sinh ra một người như vậy. Mặc dù truyền thuyết về vị đại đế nào không nhiều, thế nhưng không phải người thường có thể đánh giá. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Mọi người tràn đầy đông cảm, mỗi một vị đại đế đều là nhân vật chính duy nhất của một thời kỳ. Nếu chỉ nói riêng cuộc đời bọn họ, mỗi người đều có vô tận truyền kỳ. Xuống núi, ta, ta chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy ra thôi. Đại Hắc Cầu đi tuốt ở đằng trước nhất, dùng trình độ đạo văn vô cùng tinh thầm của mình để ba nhận biết mọi thứ, mở đường đi tới. Từ bình tiến vào cấm địa sinh bệnh trong truyền thuyết, mỗi người đều khó có thể trầm tĩnh lại, tâm tình đều trầm trọng. Đây không phải là trò chơi liên quan đến chuyện sinh tử. Đại đế cổ vì sao để lại nhiều trận văn như vậy chứ? Đồ Phi cất tiếng hỏi. Nghe nói, đại chiến nằm đó rất gian khổ, hư không đại đế cần vô tận trận văn tương trợ mới chiếm được thế chủ động, nếu không kết quả có khả năng là một dạng khác. Trong bất tử sơn, rốt cuộc có nhân vật dạng gì? Mọi người chợt kinh hãi. Không biết, đại quyết chiến cuối cùng cũng không xảy ra, hai bên giảng cò thời gian rất lâu đều tự đùi bước. Không có quyết đấu cuối cùng ư, ừ, mấy người đều rất kinh ngạc. Trong truyền thuyết khi thời đại hắc ám tới, Hư Không Đại Đế diệt chết một thứ không kém gì hắn từ trong Bất Tử Sơn ra, nhưng hiển nhiên là ở trong đó là một đại nhân vật vô thượng duy nhất. Hư Không Đại Đế vô tâm tư, hẳn là phải chết. Tiến vào Bất Tử Sơn muốn ngọc đá cùng tan, nhưng không biết vì sao Chung Quy lại không có đánh nhau. Đại Hắc Cầu kể lại một đoạn bí tân, nhưng từ sau đó Hư Không Đại Đế trở về cơ gia rồi không xuất hiện trên đời nữa. Mọi người không biết đã xảy ra cái gì rất nhiều người đều hoài nghi ở trên người hắn đã xảy ra điểm xấu cơ già có một số cổ mộ thần vương lại không biết mộ của hư không đại đế ở nơi đâu thật sự là chôn ở gia tộc bọn họ sao lý hắc thủy lại nói muốn xác định hư không đại đế chết như thế nào đã xảy ra chuyện gì hư không đại đế với hư không vô ngần chứng đạo truyền thuyết hắn đem chính mình táng trong hư không vô tận không ai có thể tìm được cơ già cũng không thể quá khứ phủ đầy bụi bặm lịch sử vô tận đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây diệp phàm cảm thán hàng vụ đại đế bởi vì cổ quáng thái sơ mở đi xa tha gừng vĩnh viễn không trở về đồng hoang hư không đại đế bởi chiến dịch bất tử sơn mà không xuất hiện thế gian bị cho là đã, đã xảy ra chuyện không may mấy vị đại đế nhất định biết trong bảy cấm địa sinh bệnh có cái gì đó có lẽ bọn họ có thể độc chiến nhân vật trong đó đáng tiếc trung quy là thế đơn lực bạc không có người có thể kể vài chiến đấu cùng. hắc Quang mất chừng nửa canh giờ mới đưa mọi người xuống ngọn núi tấp màu đen này. Trong đó, mấy lần suýt chút nữa đạp nhầm lên trận văn, hiểm mà lại hiểm. Mấy người đều nhíu mày, như vậy không phải biện pháp. Có một số trận văn sớm biến mất, nhưng tác dụng vẫn còn. Vạn nhất dẫm lên sẽ tới một vùng thiền địa khác, sống chết khó lường. Diệp và muốn thu cô bé vào trong ngọc tịnh bình, không muốn để cô bé ở bên ngoài sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng đại hắc cầu lại cực lực phản đối. Đừng, để em bé ở bên ngoài, nàng khẳng định không có nguy hiểm, có còn giống ra ngoài hay không, trông cậy hết vào nàng đấy. Người đang nói gì vậy? Cô bé cũng không biết mình là ai, có thể tạo nên tác dụng gì. Đồ phì nghi hoặc hỏi. Nghe ta đi, không sai đâu, các người đừng có hỏi nữa. Đại hắc cầu chết sống không chịu nói thêm điều gì, giống như có điều kiêng kỵ. Cẩn thận, hồ nước phía trước rất đáng sợ, Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy, trong đưng có sinh vật kỳ bí, ngay cả tu sĩ hóa lòng bí cảnh đều bị gạt bỏ dễ dàng, chúng ta đi đường vòng thôi. Bảng bác nhắc nhở. Đá cậu rất cẩn thận, từ xa lên đi đường vòng, sợ tai nạn phủ xuống. Nhưng nó càng băn khoăn như thế, lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đi ra không đến nằm trăm thước, rốt cuộc một trần dẫm đến trận văn kỳ dị. Hào quang lại trượt lóe, mấy người tại chỗ mất dạng, trống rỗng, biến mất. Soạt! Khi hư không vặn vẹo, bọn họ lại xuất hiện trong dãy núi màu đen thì đã sớm không phải địa phương nguyên lai. Nơi này là ở giữa một vùng núi lớn màu đen đi vào sâu hơn nữa rồi. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tới trung tâm dãy bất tử sơn. Đột nhiên tiếng xào xạc truyền đến. Dưới dốc đá cách đó không xa, có sinh vật không rõ đang đi lại. Xuyên qua một khu rừng tiếp cận mấy người. Hỏng rồi, rốt cuộc gặp phải vật con sống rồi. Tất cả đều biến sắc mặt, không biết sinh vật đang chờ bọn họ là cái gì đây? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, xuyên thấu qua khu rừng bọn họ nhìn thấy một sinh vật hình người đang nhanh chóng đuổi tới, gần như một luồng sáng đang ép tới. Làm sao nó không dẫm lên trận văn? Đáng chết, chúng ta nguy hiểm rồi. Đây là sinh linh đầu tiên bọn họ gặp trong dãy bất tử sơn. Khi nhìn thấy hình dáng của nó, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng càng thêm không yên. Đây là một thạch nhân. Đúng vậy, nó không phải thân thể máu thịt, mà là hình thành bằng đá, cao tới hải thước, phi thường tráng kiện. Tuy nhiên, nó cũng không phải hoàn hảo vô khuyết, đầu bị người ta bổ ra non nửa, mặt chỉ còn lại một con, mà trên nửa người bên trái còn có rất nhiều đỗ thủng giống như bị người ta dùng đợi khí xuyên thủng. Cho dù như thế nào, nó cũng khiến mấy người kinh sợ. Đây là cửu khiếu thạch nhân trời sinh, là thứ có thể trưởng thành thánh linh một con mắt độc nhất của nó bắn ra hào quang lạnh âm u nhìn chằm chằm vào long văn hắc kìm thánh linh kiếm trong tay diệp phàm không chớp mắt dường như cảm ứng được khí cơ nào đó sẵn ý điền cuồng xuất hiện ở trên mặt của nó xong rồi báo ứng tới rồi người cắt cửu khiếu thành nhân đồng loại của nó cảm ứng được khuôn mặt của đại hắc cầu lập tức nhằn đúng Liệu mạng với nó thôi thành nhân này là tàn quyết cũng không sinh ra máu thịt rất hiển nhiên là bị người ta cắt ra xuất thế trước thời hạn viễn. Vinh viễn là mất đi cơ hội trở thành thánh linh. Chúng ta chưa chắc đã không giết được hắn. Bảng bạc cất tiếng nói. Đã hát cầu mặt xám ngắt, nói ngay. Nó quả thật xuất thế trước thời hàng vạn, hàng trăm năm. Không có khả năng trở thành thánh linh. Nhưng cũng phải là chúng ta không thể đối phó nó. Nó là thứ của nửa bước đại năng rồi. Đây là thạch thai thiền địa sinh dưỡng. Thanh ngàn với trăm vạn năm, hợp tụ tình hoàn nhật nguyệt có thể trở thành thánh linh có thể sánh ngang đại đế cổ đáng tiếc nó đi tới thế giới này trước thời hạn trăm vạn năm lúc này trong con mắt duy nhất của nó tràn ngập hận thù từng bước ép tới muốn lấy mạng của diệp phàm báo thù cho đồng loại nửa bước đại năng chúng ta thật sự không có một chút cơ hội nào diệp phàm thở dài một hơi tuy nhiên hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết đầu chiến thánh pháp vận chuyển đến cực hạn chờ bí quyết chữ giai phát động thành công sẽ đánh ra ngoài ngay. Mấy người khác cũng đều như vậy, chiến lược tăng lên tức cực hạn, chuẩn bị tử chiến. Nhưng thạch nhân tàn quyết đi tới gần, khi còn cách bọn họ khoảng mấy chục thước, thì dừng lại nhìn chăm chăm vào cô bé trước Diệp Phạm. Bây giờ, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Diệp Phạm sớm muốn thu cô bé vào trong ngọc tịnh bình, nhưng là đại hắc cầu chết sống cũng không đồng ý. Nói nàng có thể là cây rơm rạ cứu mạng duy nhất lúc này quả nhiên có chuyện kỳ dị xảy ra. Cựu khiếu thạch nhân bây giờ thần sắc rất không yên. Sau khi nhìn thấy cô bé một chút thì không ngừng rút lui. Đây là chuyện quái gì thế này? Tất cả mọi người đều khó hiểu. Cô bé lúc đầu rất sợ hãi trốn ở phía sau đường Diệp Phàm lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, rất khẩn trương nhìn qua, trong mắt đầy sự không yên. Mau, ôm cô bé ra phía trước. Đại hát cầu thúc giục ngay. Diệp Phàm ôm lấy cô bé an ủi. Ngoan, không phải sợ, nó không dám thương hại đến chúng ta. Thân sắc của cửu khiếu tạch nhân càng thêm không yên, nhìn thằng cô bé, thân thể không kìm đổi run lên, rồi sau đó kêu khoái dị một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, biến mất sau một vách núi màu đen. Mọi người bây giờ hai mắt nhìn nhau vô cùng giật mình, đều không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Chỉ có cô bé không phải rất vui vẻ, chấp cặp mắt to, trẻ mồi nói bé rất đáng sợ sao? Vì sao nó lại như vậy? Mọi người đều nở nụ cười, không kìm nổi sờ đầu của nàng. Rồi sau đó cưng chiều, nhéo cái mũi nhỏ thành tú của nàng. Bởi vì bé rất đáng yêu, ngay cả tên thạch nhân kia đều không đành lòng tương hại chúng ta. Ai dám nói bé của chúng ta không đáng yêu chứ? Mấy người cười nói, nhưng trong lòng lại phi thường không bình tĩnh. Cô bé rốt cuộc có thân phận gì? Ngay cả cầu khiếu thạch nhân trong bất tử sơn đều bị dọa chạy, thật đúng là khiến cho người ta giật mình. Đi, đi nhanh nào. Đại hát cầu lại dẫn đường, nhưng là không đi được bao xa, nó lại suýt nữa thì dẫm lên trận văn. Cũng không thể trách nó, bất cứ người nào cũng không thể tránh được, bởi vì dấu vết đạo văn đã biến mất, nhưng dù sao vẫn là đế văn, tác dụng vẫn còn, căn bản không thể nắm giữ toàn bộ. Ngay cả Diệp Phàm mở thần nhãn, căn bản cũng không nhìn thấu được. Văn lạc đại đế cổ khắc xuống thần bí khó đường, ai cũng không nắm chắc. Chúng ta thật sự phải chết ở đây sao? Lý Hắc Thủy thở dài. Hỏng rồi. Đại Hắc Cầu bước một chân ra sau. Sau đó kêu sợ hãi một tiếng. Cho rằng mình lại bước lầm. Cũng may lần này chỉ là sợ bóng sợ gió. Cậu cậu người thật ngốc. Bé đều học được. Những văn lạc này đều là rất rõ ràng mà. Ta cũng biết nên đi như thế nào. Bỗng nhìn cô bé ngây thơ lại nói. Nếu là người khác. Đại Hắc Cầu đã sớm trào phúng. Thậm chí hạ miệng cắn vài cái. Nhưng nghe thấy cô bé nói vậy. Nó chỉ ngượng ngùng, không có tức giận, cũng không hề phát thác. Cái gì? Bé còn có thể nhìn thấy rõ sao? Diệp Phàm giật mình mà hỏi. Đúng như vậy. Cô bé nghiêm túc gật đầu như gà mổ thóc. Bé nhìn thấy rất nhiều văn lạc. Trong đó những đường màu đen hắc vụ lượn lờ, còn có đường màu vàng, là hào quang lưu động. Đó phân biệt là tử lộ và sinh lộ. Đã hắc cầu thấy cả kinh dựng cả tóc gáy. Ngay cả những cái đó, người đều có thể nhìn thấy sao. Lúc bắt đầu, ta cũng không nhìn thấy gì. Sau đó cứ thấy cầu cầu đi tránh còi văn lạc, ta điền dần dần thấy rõ đấy. Thành âm cô bé rất nòn nớt, ngây thở nói. Đường màu vàng chỉ hướng nào? Đại cậu khẩn cấp hỏi ngay. Nó quanh có khúc khỉu, như là rất nhiều con rắn rất nhỏ đang bò, đi vào đời sâu trong núi. Cô bé kia nói. Cái gì? Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Này, bé không nhìn lầm đó chứ? Đồ phì cất tiếng hỏi. Không có mà, đường màu vàng thật sự chỉ vào sâu trong dãy núi. Ô, bọn họ là rồng nhỏ chứ không phải rắn, đầu rồng đều chỉ hướng kia. Cô bé đính chính lại sai lầm của mình. Đây chẳng lẽ là muốn đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống lại ư? Ừ, bang bác chợt trầm tư. Đại hắc cầu gật đầu nói, không sai, hư không đại đế có lẽ nghĩ như vậy. Năm đó, hắn bị ép bận đặc dĩ, phải ngọc đá cùng tan, xâm nhập trung tâm bất tử sơn, đại quyết đấu cuối cùng với nhân vật vô thượng có lẽ chính đã sinh ra ý niệm đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới chăng? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc nói. Chúng ta không phải là hư không đại đế, hắn có thể vào đất chết rồi sau đó sống. Chúng ta không có chiến lược nghịch thiền như vậy. Từ xưa có mấy người có thể so sánh với hắn chứ? Trước mặt thật sự không có biện pháp khác. Y như bé chứng kiến mà phỏng đoán khu vực này bị bay ra trận văn đại đế đáng sợ bằng vào chúng ta không thể lui ra. Đại hắc cầu suy tư nói, chắc rằng hư không đại đế phong bế toàn bộ khu vực này, ngăn thành rất nhiều khu vực để sinh vật thần bí khó có thể ra ngoài. Đại hát cầu cõng cô bé để nàng chỉ đường, đi vào nơi sâu trong dãy bất tử sơn. Dọc theo đường đi, bọn họ cảm thấy thỉnh thoảng có sinh vật nhìn trộm, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Con đường này dường như đi tới vườn vị ngộ đạo cổ trả thụ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Dựa theo cô bé chỉ điểm, dường như thật sự là đi tới khu vực kia, hơn nữa khoảng cách không phải rất xa. Lại đi một đoạn có thể mơ hồ thấy được ngộ đạo cổ trà thụ, mặc dù có rất nhiều cổ mộc che chắn, nhưng vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng khí cơ độc nhất vô nhị của nó. Nơi đó dường như có vô tận đại đạo đang lưu động, tràn ngập lực lượng thần bí, khiến trong lòng người ta lập tức buồn lòng, cũng không tu luyện, nhưng dường như sắp ngộ đạo vậy không hổ là bất thử thần thụ danh truyền buôn đời, có thể trợ giúp tù sĩ ngộ đạo, là thánh vật quán thế thế gian. Đại Hắc Khẩu mừng rỡ nói, chúng ta nếu may mắn không chết, nó không chừng sẽ có đại cơ duyên. Hai mắt nó sáng xanh lòe lòe. Khi lại đi tới phải dặm, đã có thể thấy được ngộ đạo cổ trả thụ, bộ dáng của nó khiến người ta rùng động. Nó cũng không cao lớn, với bà thước mà thôi, nhưng nó cứng cáp như rồng có sừng, vỏ da lột ra như trải qua ức vạn năm mới thành bộ dạng như bây giờ. Nó phì thường kỳ lạ, lá khắp cây đều không trùng lập, mỗi một phiến lá đều có khác nhau, tất cả đều sáng bóng trong suốt như ngọc điều trác mà thành. Có lá giống như cái đỉnh nhỏ, sương mù mênh mông, có cây lá giống như thần hoàng, sáng mờ lóe ra, có cây lá như tiền nhân khoanh chân ngồi, sinh động vô cùng, có cái như hoàng kim, hào quang rực rỡ, có cái giống như ngọc đỏ đẹp đẽ vô cùng, các loại sắc thái bày ra, lại thấy rồi, bé lại nhìn thấy hắn. Cô bé bỗng nhiên kêu lên. Lúc này, năm người Diệp Phàm cũng xuyên qua bóng cây tre phủ, nhìn thấy một người, tất cả đều hết hồn. Là đại đế à? Đại hắc cậu suýt nữa nhảy dựng lên, gần như làm cô bé bị hất bay ra ngoài. Nó vô cùng kích động. Bản thân của nó chưa từng gặp chuyện gì kích động đến như vậy. Thật sự là đại đế sao? Đại hắc cậu kích động, nhảy dựng lên, cả người đều run rẩy. Cậu cậu! Cô bé kinh hồ, tiếc chút nữa thì nàng đã bị hất bay ra may mà được diệp phàm giữ lại một tay ôm lấy nàng không thì đã ngã xuống đất thật sự là một đạo thân ảnh hắn hắn hẳn là đã phát hiện ra chúng ta rồi làm sao bây giờ đồ miệng rộng bình thường thì mồm mép liến thoáng lúc này lắp ba lắp bắp nói người bảo hắn là đại đế ư lý hắc thủy rất kinh hãi bây giờ đèn nén âm thanh tới mức nhỏ nhất lúc này khoảng cách tới ngộ đọa cổ trả thụ đã không tới ba trăm trượng Mặc dù có cây cối ngăn cản, nhưng mấy người này ai cũng mắt sáng như điện, tất nhiên có thể nhìn thấy tất cả ở đó. Đó là một thân ảnh cao bao phủ trong sương mù, nhìn không rõ hình dáng ra sao. Hắn bước vòng quanh ngộ đạo cổ trà thụ, giống như chưa phát hiện ra mấy người bọn họ. Trên đầu hắn là một cây chuồng lớn, có sương mù hỗn độn lượn lờ xung quanh. Dường như nó có thể cố định được cả thời gian, hỗn độn cuồn cuộn, cuộn buông xuống, hàng vạn sợi tơ, vô cùng bồng đùng thần bí như dòng sông năm tháng đang chảy vậy hắn ngồi khoanh chân dưới gốc ngộ đạo cổ trả thụ cái chuồng lớn này nâng hạ lên xuống như một vùng hư vô giống như đã dùng nhập vào trong thiền địa mờ mịt sắp sửa biến mất không đâu sau đó hắn dường như đang suy tư gì đó đứng dậy nhìn trời sau đó bước về đi với phía xa hắn như đang ngược dòng thời gian mà bước đi lướt qua cánh cửa thời gian một lần nữa trở về những năm tháng thời thái cổ xa xôi trước kia đại đế người đừng đi mang ta đi cùng đi mà. Đại hắc cầu kêu lên, tỏ vẻ mặt kích động đến cực điểm, sắp sửa lao thẳng về phía trước. Bàng bác bây giờ nhanh chóng vươn bàn tay to lớn của mình ra, cầm lấy cái đuôi trọc của nó rồi nói, đừng chạy loạn, đi nhầm một bước là có thể tiến vào trong trung tâm bất tử sơn là đi chịu chết đấy. Diệp Phong cũng vươn ra một bàn tay to lớn màu vàng, đè hắc cầu lại, tránh cho nó vì kích động mà làm điều. Hắn đã mơ hồ đoán được người kia là ai. Đại đế, người muốn tiến vào tiên vực sao? Mang ta đi cùng đi. Đại hắc cầu kêu đến khan cả giọng. nếu không phải diệp phàm và bàng bác đè nó lại thì nó đã sớm nhào lên phía trước rồi. hắn thật sự là vô thủy đại đế sao? bảng bác chợt kinh hãi. những người còn lại giật mình, lạnh cả người. đã qua nhiều năm như vậy rồi, tối thiểu cũng đã có tới mười mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. làm sao lại xuất hiện đại đế còn sống được đây? thân ảnh đại đế cổ biến mất như quay lại một nơi xa xôi đảo đó, cũng không lưu lại cái gì cả. Nơi đây dường như chỉ là một giấc mộng mà thôi, không có chút khí thức dao động nào, tràn ngập trong sự yên lặng trống vắng. Đại hát cậu nghe rằng, thiếu chút nữa là đã quay lại cắn diệp phàm và bảng bác, thần sắc vẫn mang vẻ kích động như cũ, khó có thể bình tĩnh lại được. Lại xuất hiện một người nữa, cô bé được diệp phàm bế, vươn một ngón tay nhỏ bé đang yêu, chỉ về viếng ngộ đạo cổ trà thụ, cách đó hơn 300 trượng vốn rằng đại hắc cầu đang rất kích động sau khi nhìn thấy người này liền lập tức yên tĩnh trở lại trực tiếp nằm bẹp xuống đất giống như chuột thấy mèo muốn xoay người bỏ chạy không có chút cốt khí nào cả người này lại càng thân bí hơn chỉ có thể thấy một cái bóng nơi hắn đứng như có một cái hắc động to lớn và một cái bình có hắc thủy mặt quỷ đang trôi nổi trên không trung không riêng gì đại hắc cầu đang mưu đổ chạy trốn ngay cả diệp phàm và bàng bác cũng đều dựng tóc gáy bây giờ chuẩn bị bỏ chạy. Điều này thật sự khiến cho người khác phải khiếp sợ. Chỉ riêng khí tức phát ra đã khiến người khác lạnh lẽo toàn thân. Cái hắc động dường như muốn đuốt tất cả mọi người vào trong. Chỉ có một chút khí tức tràn ra mà đã khiến cho cả thiên địa đều như sắp phải tàn vỡ. Độc nhân đại đế. Mọi người đều hết hồn. Đấy nhất động nhân từ xưa tới nay thực sự là hắn hay sao? Chẳng lẽ hắn cũng chưa có chết? Điều này khiến cho tất cả mọi người đều thấy khó tin. Ai cũng dựng tóc gáy nhất là Diệp Phàm hắn là thánh thể, còn vị đại đế này chuyên môn cắn nuốt cằn quyền của các loại thể chất. Vạn nhất bị hắn chú ý tới, thì đừng nói là hắn, cho dù là thánh thể đại thành tới đây, cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Bóng đèn này giống như một cái vực sâu vạn trượng vậy, ngay cả là nam hay nữ cũng không nhận biết được. Hắn đứng thật lâu trước cổ đạo cổ trà thụ, suy tư rất lâu, cuối cùng rời đi. Vậy mà không đuổi tới đây, không có khả năng, ta đã từng đào bộ tại đàn trang của hắn. Theo tính tình của hắn thì sao có thể buông tha cho ta được nhỉ? Đại hắc cầu thì thầm, âm thanh gần như không thể nghe rõ. Biến mất rồi, sao lại thế này? Mọi người đều cảm thấy lạ thường, hai vị đại đế lần lượt xuất hiện, sau đó lại không hiểu sao biến mất, thật sự là vô cùng cổ quái. Không đúng, vừa rồi bọn họ căn bản là chưa từng liếc qua chúng ta lần nào, tại sao lại lạ vậy chứ? Ngay cả đại đế cổ có tâm tình bình thản tới mức nào thì cũng không thể coi chúng ta như không khí vậy được. Bảng bác cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ tại đây. Ta biết rồi, ta biết rồi. Đá cậu thản khẽ rồi nói. Đó là hình ảnh từ trước thời hoang cổ lưu lại, là ân ký không thể xóa nhòa mà đại đế cổ lưu lại sau khi tới ngộ đạo cổ tra thụ này. Mọi người nghe xong đều kinh hãi. Nếu là như vậy thật, thì thật là quá trận người đi. Đã trôi qua mười mấy vạn năm rồi, thậm chí hai mươi mấy vạn năm, vậy mà hình ảnh của đại đế vẫn còn lưu lại tới lúc này thật là khó tin được đại đế cổ từng tới nơi này tu luyện qua thật là đáng sợ bọn họ đều kinh hãi đối với một nơi như thế này người khác sợ hãi tới mức tránh còn không kịp vậy mà đại đế lại dám tới đây trầm tư xem bộ dáng vừa rồi của họ thì có lẽ là gặp phải nan đề trong tu luyện tới đây tìm kiếm linh cảm chăng đáng tiếc thật đáng tiếc cả à nhưng đại đế này rốt cuộc cũng không chống đỡ được năm tháng thời gian ngay cả là tài ba trác tuyệt ngạo thị xưa nay thì cuối cùng vẫn phải trở thành cát bụi mà thôi bảng bác thầm than sau khi đoán ra rằng đó chỉ là hình ảnh do hai vị đại đế cổ lưu lại bọn họ đều vô cùng cảm khái đó chính là những nhân vật vô thượng ngạo thị thiên địa khi xưa có mấy người có thể sánh được đâu nhưng cho dù bọn họ có vàng dội cổ kim có thể đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh thì cũng không thay đổi được điều gì. Có vị đại, có anh hùng, có là tấm xương vô thượng đi nữa, thì cũng là khó thoát khỏi số mệnh cuối cùng, rốt cuộc cũng trở thành mục nát mà biến mất trong tiền địa mà thôi. Bọn họ cùng nhau tiến về phía trước, khoảng cách tích ngộ đạo cổ trả thụ càng lúc càng gần, tâm tình mọi người cũng buồn lỏng xuống, cảm giác vận an kích động vừa rồi cũng biến đi đầu mất. Ngay cả đại hắc cầu vốn dao động cảm xúc bị kịch liệt phản đối, thế nhưng cũng đã bình tĩnh quả lại trong lòng chỉ còn lại một mảnh tường hòa không buồn không vui quên hết cả sầu lo đây chính là chỗ bất phàm cùng ngộ đạo cổ trả thụ chỉ cần tới gần thì tất cả đều khác đi nó như được đại đạo tầm bổ, khiến người ta cảm nhận được bình yên tĩnh lặng trong lòng bà trầm trượng cũng không phải là rất xa dưới sự chỉ dẫn của cô bé bọn họ đi xuyên qua các cổ thụ chắn đường dần đi vào trong đó sư thực sự thấy được cốc cổ thụ trường tồn từ xưa tới nay không hề khô héo. Vỏ cây đã khô nứt ra như những chiếc vảy rồng dựng lên. Nó chỉ to tầm nửa thước giống như một con rồng uốn lượn dưới người trên không trung. Chỗ cao nhất cũng chỉ cách mặt đất không đến ba thước. Thân cây gần như trong suốt. Một một chiếc lá lại không giống nhau. Có từng luồng ánh sáng lưu chuyển trên đó tạo thành những hình ảnh khác nhau. Có hình tiểu đỉnh, thần hoàng, tiên nhân, thần trùng, sông núi đám mây, bát quái, trông rất sống động. Một một chiếc lá như đang trồng mình một tiểu thế giới, đại biểu cho một đại đạo thuật không tầm thường, phát ra ánh sáng như mộng như ảo. Các loại đá có hình thù kỳ quái, đều có các loại đạo vận quý giá độc đáo. Toàn thân cây phát ra ánh sáng trói mắt, khiến cho tâm thần gợi ta như là bị lạc vào trong đó. Thân cây ngộ đạo trà này tràn ngập vẻ cổ kính, đại khí và phong cách cổ xưa. Mỗi chiếc lá cũng rất tự nhiên, tràn ngập ký thức sinh mệnh, và đạo vận, chúng giao hòa lẫn nhau cùng một chỗ rất thần bí và huyền ảo. Một, hai, ba, cô bé ngửa mặt đếm, tính toán số lượng lá cây trên cây. Mấy người còn lại cũng chợt nhận ra, cái cổ thụ này có rất ít lá, chỉ có hơn trăm chiếc lá mà thôi. Nhưng cũng không có vẻ trơ trụi chút nào, do mỗi chiếc lá đều không giống nhau, khiến cho người ta quên mất những chỗ khác. Tổng cộng có 108 chiếc lá, giống như trong truyền thuyết đã miêu tả, năm nào cũng vậy, không hơn không ít, vừa đúng con số này. Đồ miệng rộng ngạc nhiên thán phục, không kiềm đổi nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này, sự vui mừng đã đánh vỡ tâm cảnh buồn lòng của bọn họ, tất cả đều khó bình tĩnh lại được ngay, trong lòng ai ai cũng phập phồng. Hai mắt đại hắc cầu phóng ra lục quang, trông hệt như một con sói, nước miếng cũng sắp trào ra tới tận mép rồi, lập tức lẻn tới gần ngay, giơ một cây móng vuốt chộp lên cây. Soạt, ánh sáng lóe lên một cái, một chiếc lá giống như một cái hổ lồ nhỏ rơi xuống, toàn thân vàng óng ánh xuyên qua một trảo của đại hắc Cậu. trong nháy mắt rơi xuống đất thì biến mất không thấy đầu nữa. Đại hắc cầu vô cùng tức giận, lại vươn ra một cái móng vuốt, chộp vào một chiếc lá giống như trần lòng, phát ra ánh sáng màu xanh vàng, nhưng mọi việc lại vẫn như cũ, chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái, nó rời ra ngoài, hạ xuống mặt đất, lập tức biến mất. Hắc Hoàng, người đừng có lãng phí như vậy chứ. Lý Hắc Thủy bất mãn, tuy có tới 108 chiếc lá, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được. Người cho là bồn hoàng muốn như vậy à? Nhưng chiếc lá này thật là tà môn, tự mình chạy đi, ta cũng không bắt được chúng. Đại hắc cầu giận dữ nói, để ta thử xem thế nào. Bà bác tiến lên kẹp lên một chiếc lá màu đỏ, giống như một con tiền phượng vậy, nhẹ nhàng hái nó xuống bên dưới. Xoát một tiếng, ngay khi rời khỏi cổ thụ, ánh sáng lại lóe lên một cái, nó liền lập tức bay ra ngoài, chìm sâu vào trong lòng đất, cũng như hắc hoàng giống nhau, không thể ngăn được nó bỏ chạy. Tà mồn thật đấy. Đồ miệng rộng cũng bước lên, dùng tay bắt lên một chiếc lá giống đồ hình bát quái nhỏ, ánh sáng nằm màu chuyển động trông rất thật bí. Nhưng kết quả vẫn như cũ, chỉ cần gắt xuống thì lá trà sẽ bỏ chạy, căn bản không giữ nó lại được. Đừng có vặt loạn nữa, để bồn hoàng nghĩ cách. Đại hắc cầu kêu lên, cố gắng ghi lại đầm bẩm. Đúng rồi, nên làm thế này. Sao lại thế này? mọi người đồng loạt hỏi ngộ đạo cổ trà thụ có thể sinh ra đạo nhưng phải là sau khi nó trưởng thành thì mới có thể ngắt được nếu không thì chỉ cần ngắt lá xuống thì nó sẽ chùi lại vào trong rễ không thể mang đi được tại sao lại như vậy chứ mấy người còn lại ai ai cũng thất vọng có thể đi tới trước mặt ngộ đạo cổ trà thụ đã là cơ duyên trời cho rồi vậy mà lại không có cách nào ngắt lá của nó trừ khi có thần căn bất tử thì mới có thể hấp dẫn những chiếc lá cây này sau đó mới cố định được chúng. Đại Hắc Cầu lại nói, Diệp Phàm trong lòng vừa động, hắn ở trong cấm địa thái cổ đã đào được một ít rễ của bất tử thần dược, có lẽ có thể thử một chút. Tuy nhiên, đầu tiên hắn lấy ra hạt giống kỳ lân để thử trước đã. Một chiếc lá có hình tiểu đỉnh được ngắt xuống, trên mặt lá tràn ngập sương mù bao phủ, lập tức nó bị hút về phía hạt giống kỳ lân thần dược, cũng giống như không rơi xuống đất. Tốt lắm, thật là tốt quá rồi, Mọi người đều vô cùng mừng rỡ Đại hát cầu cũng vô cùng hừng phấn nói Vặt trụi nó đi Chỉ cần rời xa khỏi ngộn đạo cổ trà thụ Phòng ấn nó bên trong ngọc khí Nó sẽ không chạy thoát được nữa đâu Những chiếc lá này còn chưa trưởng thành Có thể sinh ra đạo được không Diệp phàm không muốn lãng phí của trời thế này Cứ yên tâm mà làm đi Tuyệt đối có tác dụng Hai chiếc lá này mà hợp lại với nhau Thì cũng đủ để thành một chiếc lá trưởng thành rồi Đại hát cầu đam vô cùng nhanh chóng Hắn đang chuẩn bị xông đến để tiến hành một trận vặt lá chưa bao giờ có. Tất cả mọi người bây giờ đều vô cùng bừng rỡ. Ở đây có khoảng hơn 100 chiếc lá đều đủ cho tất cả mọi người. Cuối cùng cũng được hơn 50 lá cây. Đây đúng là một thần tàng tuyệt thế. Nên biết rằng, mỗi năm cái chiếc lá này thành thục của ngộ đạo cổ trà thụ đều bay ra trên trời. Rời khỏi cây mẹ, các nhân vật tuyệt đình chờ ở bên ngoài bất tử sơn cùng nhau ra tay thì cũng chỉ bắt được hơn 30 lá là nhiều nhất rồi. Căn bản không đủ chia cho các đại năng và thánh chủ tại đồng hoàng này. Giàu to rồi, thiên đại cử huyền. Bây giờ ta, ta, ta rất là giàu rồi. Già già của ta hào phí biết bao nhiêu nguyên mới có thể đổi được một chiếc lá này từ tay người khác. Chúng ta lại có thể một lần vặt trụi cả cây. Đồ Phi ngoác cái miệng rộng ra, cười ngây ngô. Lý Hắc Thủy cũng cười hà hà nói, Năm nay, những đại năng chờ bên ngoài bất tử sơn, ngay cả một chiếc lá cũng không chiếm được. Không biết về mặt bọn họ sẽ như thế nào. Thật sự rất mong được thấy đấy. Một tiếng chuông nhỏ từ từ vang lên, làm cho người ta cảm giác như đại đạo đã trở về. Thế nhưng, như đã đi tới cuối con đường tu tiên rồi, thân ảnh đại đế cổ lại hiện ra là vô thủy đại đế. Hắc động im lặng hiện ra, có thể cắn đốt tất cả mọi thứ, sừng sững bên cạnh ngộ đạo cổ trả thụ Thân hình ẩn giấu trong bóng tối của độc nhân đại đế cũng một lần nữa hiện ra. Điều khác nhau chính là lần này hai vị đại đế lại cùng nhau xuất hiện, khiến cho ai cũng phải khiếp sợ, không tự chủ mà run rẩy toàn thân. Điều này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hai vị đại đế này đã gặp nhau rồi sao? Không có khả năng, đại đế cổ chưa từng gặp nhau lần nào cả. Người này sinh ra thì người kia phải chết đi, mà người kia có chết đi thì người này mới sinh ra đây chỉ là ấn ký của bọn họ gặp nhau mà thôi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc. Đứng trước ngộ đạo cổ trả thụ, đồng nhân đại đế ẩn trong hắc động, không ai có thể nhìn rõ hắn là nam hay nữ. Hắn vườn ra một cánh tay, dường như khắc một chữ vào đó trên không trung. Khí tức đại đạo lập tức tràn ngập ra ngoài. Diệp Phàm, Bàng Bác, Đại Hắc Cầu và mọi người đều mở to mắt mà nhìn, gần như ngừng thở, đều muốn biết hắn viết cái gì. Trong những cặp mắt thần như bắn ra ánh điện, nhìn chăm chăm vào phiến hư không đó. gì rào, Vì rào. Cô đạo cổ trà thụ lay động. Tất cả những chiếc lá đều đung đưa, phát ra những tiếng kêu khe khẽ, dường như đang cộng minh với chữ cổ đang viết ra kia. Phát ra ánh sáng kỳ ảo, các loại biểu đình, tiên nhân, bát quái, thần trung, tiên phượng đều đổi rõ lên. Tất cả mọi người vô cùng rung động, đại đế cổ khắc chữ lại có thể khiến cho ngộ đạo cổ trả thụ phản ứng theo tới như vậy có thể thấy đây là một cảnh tượng kỳ diệu đến nhường nào không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc thì hắn khắc ra cái gì vậy đổ miệng rộng nói lòng mà muốn biết ngay chết tiệt tại sao bổn hoàng lại không nhìn thấy rõ được nhỉ đại hát cậu kêu ngao ngao không chừng gì đó ngay cả diệp phàm và bàng bác cũng không nhận ra cái gì thậm chí muốn nhìn xem hắn viết thế nào cũng không được càng nhìn chăm chăm càng cẩn thận chú ý thì lại càng thấy hòa mắt. Bé con, bé nhìn thấy gì? Diệp Phạm nhẹ nhàng hỏi. Ta thấy được một cái mặt quỷ rất đáng yêu, nó rất nghịch ngợm, vừa cười vừa khóc hiện ra trước những thứ kia. Cô bé mở đôi mắt to thuần khiết, lồng bì dài khẽ run, đáp lại Diệp Phạm. Xoạt một tiếng, đồng nhân biến mất, lên lượt vô thủy đại đế với cái chuồng lớn trên đầu, thong thả bước tới. Cái chuồng lớn trên đầu buồn xuống, hàng vạn sợi tờ hỗn độn như là sương mù bao phủ lấy hắn. Hắn kết hợp làm một với thiền địa, không thấy rõ hình dáng ra sao, đứng ngay tại vị trí vừa rồi của đồng nhân đại đế, giống như đằng quan sát chữ cổ đó, lộ ra nét mặt suy tư. Rất đầu sau đó, mới lại khắc tên vài chữ nữa. Lần này vẫn như cũ, hoàn toàn không thấy rõ hắn làm thế nào. Cái chuồng đớn buồn xuống các sợi tờ hỗn độn, chặn đại tất cả mọi thứ, căn bản không biết được hai vị đại đế khắc ra những chữ gì. Ta biết rồi, là hai vị đại đế này vượt thời gian để đọ sức với nhau. Đại hát cầu thở dài, nó lại nghĩ tới một số chuyện cũ. Người còn biết thêm gì nữa? Lý Hắc Thủy không kìm đổi, to mò hỏi. Theo sách cổ kỳ lại, thì vô Thủy đại đế đã từng nói qua. Đại Hắc cầu thì thầm. Mọi người đều lộ ra sắc mặt quái dị, còn chó chết bầm này cứ mở miệng là sách cổ kỳ lại. Nhưng từ hỏi khắp đồng hoàng này, cũng không có ai từng đọc được những sách cổ đó tuy nhiên bọn họ cũng không tiện ngắt lời làm nó mất hứng. Đồng nhân đại đế sinh ra rất sớm, còn sớm hơn cả vô thủy đại đế tới tận 10 vạn năm. Ngay cả đại đế cũng không có khả năng bất tử, hai người cách nhau thời gian quá dài, không có khả năng gặp được nhau. Nhưng vô thủy đại đế đã từng biết được chiến lực của đối phương, coi đồng nhân đại đế là đối thủ vô cùng đáng sợ nói rằng đã gặp được dấu vết đại đạo do hắn lưu lại. Thì ra cuộc so đấu diễn ra tại nơi này, vượt thời gian quyết đấu, Đáng tiếc, chúng ta rốt cuộc lại vô duyên không được gặp lại bọn họ. Bằng nhiều nhân kiệt cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Đại hắc cầu thở dài. Người nói vậy nghĩa là không còn đại đế cổ nào sống sót nữa phải không? Trong lòng Diệp Phàm không thể bình tĩnh được. Vốn hắn vẫn còn có chút mơ rộng. Thế nhưng, hiện tại thấy được điều này rồi, chút hy vọng đó cũng tan thành mây khói. Ai ra? Đại hát cầu kẽ thở dài. Còn chó chết bầm này biết nhiều bí mật lắm chúng ta dùng tại hình để ép hỏi nó đi. Đồ miệng rộng đề nghị ngay. Được rồi, đừng phá nhau nữa. Chúng ta mau chóng hái ngộ đạo trà, sau đó rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phạm nói xong, nơi này là bất tử sơn nổi tiếng suốt buôn đời, là một trong bảy đại cấm địa sinh bệnh tại Đồng Hoàng. Ở lâu chút nào là nguy hiểm thêm chút ấy. Diệp Phạm thu được nằm với chiếc lá trà thì không thể ngặt thêm được nữa. Hạt giống kỳ lân thần dược đã bị lá trà bọc thành cái bánh phụ kín không còn kẽ hở. Trong lòng hắn vừa mới động một cái, liền lấy ra đả thần tiên, đưa cho bảng bác, để hắn dùng thứ này thử xem có hữu dụng không. Đúng rồi, khu cụ này vô cùng chắc chắn như vậy, ngay cả tình xà do xương của thánh hiền cổ hóa thành cũng không thể xuyên thủng đó được. Không chừng lại là do thần căn luyện hóa mà thành, vừa đúng dịp mang ra thử xem sao. Bảng bác cầm đả thần tiên trong tay, cẩn thận ngắt lấy láng gỗ đào trà thụ Diệp Phạm cầm hạt giống kỳ lần che ở phía dưới, tránh cho phán đoán sai lầm mà lãng phí một lá đạo trà quý hiếm. soạt một tiếng, lá của ngộ đạo trà dính đến đả thần tiên cũng không rơi xuống. Điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Tư đại thật sự là do thần căn luyện thành, quả nhiên là bí bảo. Đáng tiếc là chỉ có thể tấn công vào thần thức, uy lực cũng không lớn lắm. Đại hát cầu lại nói, động tác của bàng bác rất nhanh chóng, tất cả lá đạo trà đều bị ngắt xuống, dính lên trên đà thần tiên, phát ra ánh sáng lung linh trong rốt Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Thái Dương, Tiểu Nguyệt Lượng đều mang phong cách riêng, không có cái nào trùng nhau cả, phát ra khí tức đại đạo tràn ngập xung quanh bọn họ. Tất cả bọn người này đều vô cùng kích động, ngay cả phải dùng hai cái lá mới có thể hợp thành một lá đạo trà thành thục, nhưng cũng có thể thu được hơn 50 lá trà thành thục. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chị e các thánh chủ sẽ phát cuồng lên không tiếc giá nào xuất thủ cướp đoạt đây chính là tiền vật là thánh vật khó kiếm có thể khiến lòng người tĩnh lặng để ngộ đạo ngay cả dùng một hay hai lá cũng không nhất định thành công nhưng nếu tới tận tâm thì chín lá khẳng định có thể được một lần ngộ đạo sau khi tiến vào tư cực tu sĩ cần phải ngộ đạo thì mới đột phá cảnh giới được nếu mà ngộ đạo hai ba lần không chừng sẽ có thể đột phá xiềng xích nâng cảnh rất lên một bậc. Đây chính là thần vật quý giá, có nhiều nguyên đến mấy cũng không mua được, bình thường cũng không có ai bán cả. Ngô đạo cổ trà thụ đã trụi lùi, nhưng vẫn có vẻ vô cùng huyền diệu, giống như đang câu thông với đại đạo tối cao, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đặc biệt. Hay là chúng ta giật khoát nhổ luôn nó mang đi đi hả? Cả người thấy thế nào? Lý Hắc Thủy tham Nam đưa ra chủ ý. Không sai, là ý tưởng rất tốt đấy. Đồ Phi gật đầu tỏ vẻ sâu sắc tán thành. Để ta làm cho. Diệp Phạm muốn tự tài động thủ. Dù sao hắn cũng là người có kinh nghiệm, đã từng lấy rễ của bất tử thần dược rồi. Để ta đến giúp ngươi. Bảng bạc bước lên muốn hỗ trợ hắn. Các người là đàn châu chấu sao? Còn muốn làm sạch sẽ hơn cả bồn hoang. Ngặt lấy lá cây cũng được rồi. Ngay cả rễ cũng muốn nhổ lên. Ngay cả một cọng lông cũng không muốn để lại. Làm thế này thật là quá đáng rồi đây. Đại hát cầu há mồm trợn mắt nhìn bọn họ Người còn mong tiến vào một lần nữa sao Đây là cơ hội duy nhất rồi đó Diệp phàm nói Đặt cô bé xuống đất chuẩn bị động thủ Đại hát cầu nghẹn lời một chút Mãi một lúc sau mới nói Các người sao đến giống tính cách của ta hơn cả ta thế nhỉ Chẳng lẽ lại bị ta ảnh hưởng sao Mọi người đều có chút ngượng ngùng Cảm thấy mình còn hắc hoảng hơn cả hắc hoàng Đại hát cầu tiếp tục nói Các người mau dừng lại đi ngoài bất tử sơn thì không chỗ nào có thể trồng được nó đâu. Năm xưa, vô thủy đại đế đã từng thử qua một lần, suýt nữa thì đã làm chết cây cổ thụ này rồi. Thật không hổ là người mà thiên lôi cũng thường xuyên muốn đánh, không ngờ dám làm chuyện này. Đồ biên rộng lầm bẩm nói, hồn nhiên không chút chú ý tới bọn họ cũng đang có ý định như vậy. Không lấy được rễ thì chúng ta cắt lấy vài cành cây đi, ta cảm giác những cành cây này cũng có tác dụng gì đó. Bảng bác cất tiếng nói, Đúng như vậy, nên như thế, Đồ Phi lại hưởng ứng. soạt một tiếng, ánh sáng trói mắt lóe ra, luồng sáng năm màu chiếu lên tận trời, lấn an cả ánh trăng. Thế nhưng cây cổ thụ này đột nhiên nhổ lên khỏi mặt đất. Hai cái rễ chính trồi lên, trông như hai cái chân người, rất có hình tượng. Vù vù mấy tiếng, nó chui lên khỏi mặt đất, cắn răng chạy trối chết, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt đã xông vào sâu bên trong bất tử sơn. Tặng ngất, tặng ngất bất thôi, nó lại còn biết mọc chân lên và chạy sao? Đồ miên rộng ngoác mồm nói, không hổ danh chút nào. Bảng băng cũng há hốc mồm, cái cổ thụ này không ngờ lại nhanh chân bỏ chạy, làm hắn kinh ngạc tới mức rớt cả cằm. Một đúc lâu sau mới nói, còn bà nó chứ, trần ruông bỏ chạy kia. Tất cả mọi người đều trợn mắt, há mồm, cứng họng không nói được gì. Cái cổ thụ này cũng thật là thông linh, lại bỏ chạy như vậy, khiến người ta không biết nói gì cho phải. Thế nào, vẫn còn trợn mắt lên mà nhìn sao? đã hát cầu vắng đến nỗi nước biếng vàng tùng tóe ai nó cũng trách mắng vô cùng cảm giận nói nếu mà các người không dọa nó sợ chạy mất chúng ta chỉ cần bẻ xuống hai cành nhỏ thì cũng đủ để tu luyện một tháng bên ngoài rồi ngộ đạo cổ trà thụ là một loại bất tử thần dược tất nhiên có thể thi thiên độn địa tự mình lựa chọn chỗ định cư rất khó bắt được nó được rồi cũng nên biết thỏa mãn thôi chúng ta đã vặt trụi lá của nó xuống rồi chỉ cần bắn ra một chiếc lá thì cũng đã thu được mấy chục vạn cần nguyên rồi đây. Lần này còn quá cả thu được thần tạng ấy chứ. Lý Hắc Thủy trong lòng tiếc đến nhỏ máu, nhưng lại vẫn ra vẻ an ủi. Lúc này chỉ có cô bé là yên lặng, to mo nhìn khắp bất tử sơn. Đi thôi, đừng trì hoãn tại đây nữa, nhanh chóng rời đi thôi. Bảng bác thúc giục. Cô bé lại ngồi trên đường đại hắc cầu, dùng âm thanh ngây thờ mềm mại để chỉ đường, đi dọc theo các đảo văn bầu vàng uốn lượn về phía trước. Điều này chúng ta đang đi về phía trung tâm bất tử sơn rốt cuộc là đi tìm đường sống hay là đường chết vậy mọi người nói thầm không ai biết được trung tâm bất tử sơn có cái gì ngay cả hư không đại đế năm xưa phải mang quyết tâm ngọc đá cùng tan thì mới dám đi vào làm sao bọn họ không lo lắng cho được hai bên là những ngọn núi lớn màu đen khí thế hùng vĩ sương mù bao phủ vô cùng thần bí chúng đều là vương giả trong số núi non mỗi một, một ngọn núi tại đây đều vô cùng khó thấy trong thiên hạ Khí thế vô cùng bức bách người khác, mọi người đều cảm thấy như đang đi về thời kỳ minh cổ thời xa xưa. Thế nhưng, bước chân bọn họ không thể ngừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.